chào các bạn. Trước mắt các bạn đây là chiếc camera hành trình SD8 Plus được ra đời cùng lúc với SD8 Pro và SD8e. Cùng xem qua về thiết kế bên ngoài của chiếc Action Cam này nhé. Thì chiếc Action Cam này được thiết kế bên ngoài với một lớp thân bằng nhựa được bọc cao su. Ở phía trước màn hình của nó thì nó được thiết kế với thêm một màn hình trạng thái là 0.96 inch. Hai đèn LED trên camera hành trình SD8 Plus và mắt chụp. Ở phía đằng sau của chiếc Action Cam này là một màn hình cảm ứng với cái kích thước rất là lớn nhất trong tất cả các dòng SD Cam hiện nay, đó là màn hình cảm ứng 2.33 inch. Cũng nhờ về cái màn hình cảm ứng này mà camera hành trình SD8 chỉ có hỗ trợ hai nút bấm, đó là nút mở nguồn và nút chụp hình nhanh ở phía trên. Ngoài ra thì ở bên hông và ở bên trên của chiếc Action Cam này còn được thiết kế với hai micro giúp cho việc thu âm thanh trở nên dễ dàng hơn. Như lúc nãy mình có nói thì chiếc camera hành trình SD8 Plus và SD8 Pro có thiết kế bên ngoài rất là giống nhau, hoàn toàn giống nhau luôn. Các bạn có thể nhìn thấy là nó hoàn toàn giống nhau. Đây, từ các thiết kế nút bấm đến các thiết kế bên dưới hay là thiết kế một bên hông, bên loa. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem các thiết kế. Như thế này thì SD8 Plus cũng như SD8 Pro được thiết kế cổng sạc Type-C như thế này ở một bên hông có nắp đậy, giúp cho cái camera hành trình trở nên tinh tế và đẹp mắt hơn. Không còn những cái khe gắn thẻ nhớ lộ diện ra ở bên ngoài như những Action Cam cũ như là SD7, SD6 nữa. Đây là ô để đựng pin cũng như là đựng thẻ nhớ. Đây là cái khe gắn thẻ nhớ ở phía bên trên này. Mình đã gắn một chiếc thẻ nhớ flash 10, 16GB vào. Và đây là pin của camera hành trình SD8 Plus. Dung lượng pin của nó là 1200mAh, giúp quay video 4K 30 frame lên tới là 90 phút. Tiếp theo thì mình sẽ nói một chút về cái phần cảm biến cũng như là phần chipset của chiếc camera hành trình này. Thì nó sử dụng cảm biến là Sony IMX117, tương tự với chiếc camera hành trình SD7 Star, người tiền nhiệm của nó, và giúp nó hỗ trợ lên được là cái hệ cái mắt chụp của nó là lên tới là 12MP, như các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Rồi về cái chipset thì nó sử dụng chipset Novatek NT96683 và hỗ trợ quay video lên tới 4K 30 frame và 1080 lên tới là 120 frame. Như các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì đây là trọn bộ phụ kiện của SD8 Plus. SD8 Pro và SD8e cũng có những bộ phụ kiện tương tự như chiếc SD8 Plus này. Thì nó bao gồm những cái mao gắn ghi đông xe, mao chuyển góc, hay là những cái miếng dán 3M gắn vào nón bảo hiểm, một ốp chống nước có thể chống nước tới độ sâu là 30m. Khi mà xuống độ sâu 30m thì các bạn có thể sử dụng ốp chống nước này để giúp cho chiếc camera hành trình có thể hoạt động dễ dàng dưới nước mà không bị vào nước. Một thân máy camera hành trình SD8 có chứa một pin là 1200mAh, những miếng dán sticker, sách hướng dẫn sử dụng cũng như là những phụ kiện khác. Bây giờ mình sẽ mở chiếc camera hành trình SD8 Plus này lên để các bạn cùng theo dõi, và cũng như là mình sẽ hướng dẫn một vài cái cài đặt cơ bản dành cho chiếc camera hành trình SD8 Plus này. Ok, được rồi, đây là giao diện bên ngoài của chiếc SD8 Plus. Mình sẽ phóng lớn lên cho các bạn xem. Ok, đây là giao diện phía mặt trước, màn hình cảm ứng 2.33 inch, khá là lớn. Các bạn có thể nhìn thấy đây là giao diện. Kéo từ trên xuống là các nút chỉnh cài đặt Wi-Fi, điều khiển từ xa, tắt hay là FTV của Flycam. Các bạn, đây là các tùy chỉnh video timelapse, slow motion rate, hay là chụp hình hẹn giờ, hay là chụp hình liên tiếp phát tấm, chuyển các chế độ chụp hình quay phim, hay là quay video trên xe ô tô, sử dụng dưới nước. Ok, các bạn có thể dắt ở đây rồi. Bên này là cái phần giao diện xem lại video playback và hình ảnh. Đây là những cái video mà có ở trong camera hành trình thì các bạn có thể ấn vào để xem lại. Đây, nó có thể hiện cái độ phân giải ở phía này cho các bạn. Các bạn ấn vào để xem video. Các bạn có thể tua nhanh để xem video bằng cách ấn nút bên này thì video sẽ chạy nhanh hơn và các bạn sẽ xem được video nhanh hơn. Nếu mà các bạn xem video ở một thời gian rất là dài thì nó có thể rút ngắn được cái thời gian khi mà các bạn xem lại video. Các bạn có thể xóa trực tiếp tại đây luôn. Ok, xóa. Ok, rồi xong. Thì video ban nãy thì đã được xóa rồi. Các bạn có thể thấy là ở đây có rất là nhiều video mình đã thực hiện quay ở bên ngoài.
Còn về hình ảnh thì tương tự, các bạn chọn vào cái mục hình ảnh và xem lại hình ảnh. Rồi ok, tiếp theo là mình sẽ vào cái phần cài đặt ở bên hông này. Trước khi vào phần cài đặt thì mình có giới thiệu cho các bạn là chiếc SC8 Plus này nó có thể phóng to lên được, là nó có thể zoom to lên 8 lần mà không bị gây nhòe hay mờ hình ảnh hay bị vỡ hình ảnh. Thì các bạn có thể thấy là mình zoom lớn lên thì cả hai cái con hạc ở đây thì nó vẫn rất là nét. Mình sẽ thu nhỏ lại đó, nó có thể phóng to thu nhỏ tùy ý các bạn được. Rồi tiếp theo mình sẽ vào phần cài đặt, thì đầu tiên là về phần cài đặt của quay video. Các độ phân giải của SD8 Plus khá là nhiều, như là 4K 30 frame, 2K 30 frame hay là 2K 60 frame ở bên dưới này. Nó có chế độ là 1080, 120 frame, 60 frame, 30 frame và các chế độ thấp ở bên dưới. Thì thường thì mình sẽ chọn cái chế độ là 1080, 60 frame thì đã ra khung hình rất là tốt rồi. Về video quay ban ngày của chiếc camera hành trình SC8 Plus này, mình để ở chế độ phân giải là 1080 60 frame, ISO là 100, EV là 0. Màu sắc các bạn có thể nhìn thấy là màu sắc rất là chân thật. Màu lá cây thì xanh tươi và rõ nét, màu gỗ cũng rất là rõ nét và đẹp, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Tiếp theo là cái video này nó có thể xem ở cái hệ video là H.264 hay là H.265 thì nó hỗ trợ giống như là SC8 Pro. Rồi tiếp theo là các cái chế độ chỉnh góc rộng, là góc rộng 170, góc 120 và góc 90 độ. WDR quay ngược sáng, chế độ chống rung gyro. Ở chế độ chống rung gyro này thì SD8 Plus được hỗ trợ một cái độ chống rung, đó là gyro 30. Nó giúp cho cái việc quay video không bị rung lắc. Thì mình có làm một cái đoạn video về test chống rung giữa hai chiếc camera hành trình này, thì các bạn có thể nhìn thấy là chống rung của SD8 Plus là rất là tốt. Mình thấy rằng là khi mà mình cùng để chiếc camera hành trình này trên tay và mình đi bộ, một bên là mình không bật chống rung và một bên là mình bật chống rung, các bạn có thể nhìn thấy thì hình ảnh không bật chống rung thì nó rung lắc khá là nhiều, khá là mạnh. Trong khi mình bật chống rung lên thì hình ảnh trở nên êm ái hơn, nhẹ nhàng hơn. Rồi mình sẽ bật chống rung lên như thế này. Khi mà bật chế độ chống rung gyro lên thì nó có một hạn chế là nó sẽ luôn giữ cái góc quay của chiếc camera hành trình này là góc lớn nhất là 170 độ là FOV, và mình không thể chỉnh sửa được cái FOV ở trên chiếc action cam này. Audio là cái âm thanh của video, volume của nó là mình để ở mức cao nhất, mức số 8. Mình cũng có test một đoạn video thì các bạn có thể nghe đây là âm thanh mà mình test được từ chiếc camera hành trình SC8 này. Hiện tại thì trên đây mình đang là chiếc camera hành trình SC8 Plus. Chiếc camera hành trình SC8 Plus này khi mà mình test âm thanh thế này thì nó có thể giúp cho các bạn, những cái bạn mà muốn làm vlog thực tế bằng chiếc camera hành trình, có thể sử dụng âm thanh trực tiếp từ chiếc camera hành trình này luôn. Hoặc là những bạn nào mà sử dụng camera hành trình muốn lưu lại những cái đoạn âm thanh mà các bạn muốn ghi lại ở trên đường đi, hay là những đoạn những cái clip đặc biệt của các bạn. Với thiết kế là hai micro thu âm thanh thì SD8 Plus thu âm thanh khá là tốt. Tiếng thu thì không bị ảnh hưởng nhiều bởi những cái tạp âm bên ngoài như là tiếng xe cộ cũng như là những cái tiếng ồn ở bên ngoài. Và khi mà các bạn nghe lại trực tiếp trên chiếc action cam này thì các bạn sẽ cảm thấy là nó hơi bị rè. Khi mà nghe thì tiếng nó hơi bị chói. Nhưng mà các bạn đừng vội lo nha, vì loa của action cam thì nó sẽ không thật sự là tốt được bằng những loa như là loa của máy tính hay là loa của điện thoại. Vì thế khi mà các bạn đưa lại video vào trong máy tính, điện thoại thì cái âm thanh thu được nó sẽ trở nên rất là bình thường. Rồi ok, tiếp theo là những cái chế độ tùy chỉnh ở bên dưới như là ISO. Thì mình thường để ISO là 100 khi mà mình quay ở chế độ bên ngoài ánh sáng bình thường nhé. Các chế độ cân bằng sáng hay là chọn màu, EV thì mình cũng để ở mức là 0. Rồi, về cái phần cài đặt chung này thì nó có phần cài đặt về ngôn ngữ. Ngôn ngữ thì sau khi mình kiểm tra thì nó không có ngôn ngữ là tiếng Việt. Vì thế cho nên là mình sẽ để tiếng Anh như thế này. Rồi ok, chỉnh ngày tháng, format thẻ nhớ. Về cái phần format thẻ nhớ này thì khi các bạn mở máy trước khi quay video thì các bạn nên format thẻ nhớ trước, để tránh cái việc là bị khi mà đang bị quay mà thẻ nhớ bị lỗi, hoặc là một cái file nào đó gây lỗi cho cái thẻ nhớ, khiến cho cái việc quay của bạn bị ngắt quãng. Tiếp theo là các cái chế độ chỉnh FPV của Flycam, chụp hình nhanh hay là tự động tắt màn hình ở dưới này.
Về Wi-Fi thì chiếc camera hành trình SD8 Plus này hỗ trợ hai cái tần số Wi-Fi là 2.4G và 5G, giúp cho việc kết nối Wi-Fi giữa camera hành trình và smartphone trở nên rất là dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn. Và nó cũng sử dụng một cái phần mềm quen thuộc, đó là phần mềm SD Cam Zone ở trên điện thoại smartphone. Và các bạn có thể chỉnh sửa edit video trực tiếp ngay trên đó luôn. Rồi đây là các cài đặt. Tiếp theo là về phần khung chụp hình. Mình khá là không hài lòng lắm về cái khung màn hình này, khi mà nó chỉ có một cái góc, là góc này thì cỡ chắc hơn 90 một chút xíu, cỡ 120 thôi, 100-120 thôi, và nó bị crop màn hình lại như thế này, khiến cho cái màn hình nó bị vuông lại, nó không có được phủ hết cái màn hình như là SD8 Pro hay là SD8e. Và mắt chụp của nó là 12 megapixel. Mình cũng sẽ cho các bạn xem lại cái hình ảnh mình chụp được từ chiếc camera hành trình này. Đây, hình ảnh chụp ra thì nó vuông vắn như thế này, nó cũng không có rộng ra được hơn so với cái khung hình mà các bạn nhìn thấy ngay ở trên cái khung hình chụp hình luôn. Mình cảm thấy là nó hơi bị hạn chế ở một chỗ đấy một chút xíu. Qua video vừa rồi thì mình có thể có rút ra một vài cái nhận xét sơ bộ về chiếc camera hành trình SD8 Plus này. Một vài quan điểm cá nhân của mình thôi nhé, thì mình cảm thấy là SD8 Plus nó trong cái tầm giá là 3.8 triệu thì nó có một cấu hình rất là khủng rồi, và nó có một cái màn hình cảm ứng là 2.33 inch, và nó có thể giúp cho các bạn xem lại video hay là thực hiện các thao tác cài đặt trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra thì nó còn hỗ trợ thêm cái hệ thống chống rung gyro 30, giúp cho video của các bạn ổn định hơn khi mà các bạn di chuyển. Tiếp theo là về cái hình ảnh cũng như là cái video mà quay ra thì màu sắc của nó rất là tươi sáng và chân thật. Âm thanh của nó cũng thu rất là tốt, giúp có thể giúp cho những cái bạn mà thích review vlog, làm vlog thì sẽ rất là tốt. Nhưng mà nó có một điểm hơi hạn chế một chút xíu là ở cái phần chụp hình thì nó chỉ được ở một góc là khoảng hơn 90 độ một chút xíu thôi, và nó không thể có những cái góc mở rộng hơn. Qua cái video vừa rồi thì mình hy vọng là nó có thể giúp ích cho các bạn trong cái việc lựa chọn camera hành trình cho những chuyến du lịch phượt trong tháng 7 hay là trong những chuyến đi du lịch sắp tới của các bạn. Các bạn đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube LKS Channel của mình nhé. Tạm biệt các bạn.